7. Tin nhắn thể hiện tình yêu thay vì nói anh yêu em. một Anh đánh giá cao em. 2. Anh luôn ở đây vì em. 3. Hãy nhắn tin cho anh khi em về đến nhà. 4. Anh thương em. 5. Ở bên cạnh em. Anh cảm thấy như đang phiêu lưu ngay tại ở nhà. 6. Anh hiểu em. 7. Chúng ta là một team. Mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video.